Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Sáng hôm nay, cùng với giáo hội chúng ta dâng thánh lễ thứ ba của mùa thường niên. Và trong truyền thống với dân tộc Việt Nam chúng ta, ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Chúng ta dâng thánh lễ này để tưởng nhớ và cầu nguyện một cách đặc biệt cho ông bà tổ tiên của chúng ta, những người đã đi trước chúng ta và đang an nghỉ ở trong Chúa. Và trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho người thân của mình, để trong năm mới này Chúa ban cho nhiều ơn phúc, nhất là những ơn phúc để chúng ta trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên,
ông bà, cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ông Giô-đan trở thành Galilea các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn. Thiên hạ hân hoan trước mặt người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, người đã bẻ gãy tất cả như trong ngày Ma-đi-an. Đó là lời Chúa. Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Chloe cho hay rằng giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mỗi người trong anh em nói tôi thuộc về Phaolô, tôi về phe Apollo, còn tôi về phe Kepha, và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô đã bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Đó là lời Chúa. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Naphtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Naphtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Jordan, Galilea của ngoại bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sáng mùng 2 Tết, đi lễ Tết, trời bên ngoài nắng sáng lên, nhìn thấy ai cũng tươi hẳn ra, nhìn ai tươi như hoa mai vậy. Có một số người thì chắc có lẽ là hôm hơi khuya tí phải không? Thành ra sáng nay còn buồn ngủ chút. Ngày đầu năm mới anh chị em là một ngày rất là thiêng liêng đối với hết mọi người, không riêng về người Việt Nam của mình đâu. Hầu hết bất cứ dân tộc nào trên thế giới, khi bắt đầu một năm mới, người ta đều quý cái ngày đó. Bởi vì những ngày đó thiêng liêng lắm. Người Mỹ cũng vậy. Anh chị em biết ngày đầu năm mới của Mỹ, họ mừng lớn không? Lớn. Những người đi làm mình được nghỉ ngày đó không? Được. Và họ có đón giao thừa không? Có. Có. Ở trong nhà thờ mình sáng hôm nay nè, có ai mình sống ở Mỹ bao nhiêu năm nay đó mà thức khuya để đón giao thừa với Mỹ bao giờ chưa? Có không? Ngay cả nhà thờ chỉ có mình tôi thức khuya thôi. Có chứ, đúng không? Tại vì mình thức khuya mình đón giao thừa. Mà ở Mỹ này anh chị em biết là nổi tiếng nhất là ở đâu? New York, ở Times Square phải không? Khi nó thả cái quả và cầu xuống. Rồi hỏi thêm cái nữa, có ai để đích thân tới đó mà đếm từ 10 tới 1 chưa? Lại con mình tôi nữa rồi. Trời lạnh như thế mà ngày xưa anh chị em tuổi trẻ nó bồng bột mới làm như thế thôi. Chứ còn bây giờ là không có đâu. Bây giờ là nằm ở nhà chùm mền xem tivi đấy. Cái ngày đầu năm ngày thiêng liêng lắm. Bởi vì chúng ta ý thức cái điều này trong tiềm thức của con người, là chúng ta ao ước rằng khi mình bắt đầu một cái gì mới, mình có thêm ơn phúc mới, một cái gì đó nó mới mẻ hơn trong cái năm mới này so với năm cũ. Cái tương lai của mình nó mới hơn, nó tươi hơn, nó sáng hơn. Về mọi mặt, sức khỏe của mình trong năm vừa qua, mình hy vọng là năm nay nó khỏe hơn. Đúng không? Mình hy vọng cái đó, mình cầu xin. Mặc dù là thấy tuổi càng ngày thì càng gì? Càng cao. Nhưng mà chúng ta có cái hy vọng. Bởi vì cái giây phút thiêng liêng đó nó mang tới cho chúng ta một cái niềm hy vọng, một cái niềm tin rằng cuộc sống này Chúa sẽ ban cho mình lúc nào cũng dồi dào ơn phúc. Thêm, năm mới mình thêm và năm mới mình càng thêm. Cho nên ngày đầu năm sáng hôm nay anh chị em mình cùng nhau đó, mình ôn lại những ơn lành Chúa ban cho mình. Người Mỹ nó nói một câu rất là hay, nó bảo là count your blessings. Hãy đếm, hãy nhớ lại những ơn phúc, những ơn lành mà Chúa ban cho mình trong cuộc sống. Trong suốt một năm Chúa ban cho mình, nhiều khi mình không có thời giờ, hoặc là mình không có để tâm, mình nhớ lại những ơn phúc Chúa ban cho mình. Ơn phúc Chúa ban cho mình hàng ngày, ban dồi dào luôn anh chị em. Nhưng mà chỉ trong ngày đó, chỉ cần một việc rất nhỏ thôi, việc gì đó đã làm cho mình không vui, không vừa ý, là kể như từ đó suốt ngày mình không còn nhìn thấy ơn lành gì nữa. Không tin thôi, ngồi nhìn lại đi. Chỉ cần một cái ngày gì đó, chẳng hạn như buổi sáng mình thức dậy một cái thôi,
Nhưng trong người nó cảm thấy làm sao mà hôm nay sao thuốc nổ nó nhiều hơn thuốc bổ. Là từ đó suốt ngày đó mình gặp ai người nó không sao. Muốn nổ là muốn nổ thôi. Đấy. Thì nó khi mà cái cảm xúc của mình nó như vậy đó, thì mình không còn nhìn thấy những ơn lành mà Chúa ban cho mình. Không còn nhìn thấy. Chứ không phải là Chúa không có ban. Chứ không phải là cuộc sống của mình không có ơn lành. Chỉ có điều là mình không có nhìn thấy và không có cảm nhận được. Cho nên đáng tiếc là cái ngày nó trôi qua rồi, mình không có cảm thấy được yêu thương, được quý mến hay được vui vẻ gì cả. Cho nên hôm nay mình phải nhắc nhau chưa? Trong năm mới này, mỗi một ngày, mỗi một giây, một phút là những giây phút của ơn lành Chúa ban. Chúa ban cho mình hết. Cho dù anh chị em có nhìn thấy hay không nhìn thấy, ơn lành vẫn có ở đó cho anh chị em. Chỉ có cái mình không cảm nhận, thì đó là cái sự thiếu sót của mình, cái điều đáng tiếc. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương mình. Và tình yêu vô bờ đó, Chúa tuôn đổ hồng phúc xuống cho mình. Nên nhìn lại anh chị em mới thấy quả thật nó đúng nha. Vì có những ơn phúc mà mình không tưởng tượng được là Chúa ban cho mình như vậy. Chúa ban ngoài sức tưởng tượng của mình anh chị em. Ví dụ sức khỏe có những cái cơn bệnh mình nghĩ là chưa chắc nó qua được đâu, nhưng mà Chúa ban cho mình có thầy có thuốc, có bác sĩ giỏi điều trị cho mình, mình vẫn còn ở đây, đúng không? Những ơn lành đó ngoài sức tưởng tượng của mình, chứ còn sức người của mình có hạn. Ví dụ nữa, mình qua Mỹ này hay là ở Việt Nam gì mình cũng đều phải lái xe. Mà ở Mỹ này anh chị em biết cái xe hơi nó to lắm, mà mình bảo là an toàn lắm, phải không? Well, chưa chắc đâu. Nhiều khi bị một tai nạn, cái xe sườn sắt phải vứt đi, mình vẫn còn ngồi ở đây. Nếu cái đó không phải là ơn phúc kỳ diệu Chúa ban cho mình thì là cái gì? Mình có tưởng tượng được không? Nhiều khi có những ơn lành như vậy, nó trôi qua rồi mình bắt đầu mình quên. Thì chúng ta cần phải nhắc lại cho nhau trong ngày đầu năm mới này, ơn Chúa ban cho mình dồi dào ngoài sức tưởng tượng của mình, để chúng ta tiếp tục yêu mến Chúa và đến với Chúa. Trong năm mới này tôi tin rằng Chúa sẽ ban cho mình rất nhiều và rất nhiều hơn nữa. Nhưng mà Chúa cần mình. Chúa cần mình. Bởi vì sao? Bởi vì những ơn mà Chúa ban cho mình á, thường thường nó tới qua những người khác, nó đến với mình. Hay là những ơn phúc Chúa ban cho người khác, nó qua mình, nó đến cho người khác. Vậy thì năm mới này mình làm sao phải cùng với Chúa để mang cái nguồn ơn phúc của Chúa tới cho người ta cơ. Nói cho nó cụ thể hơn chút xíu này. Ở trong gia đình của mình, để cho ơn phúc nó được sống, nó bình an, nó vui vẻ, thì mỗi người của mình phải mang cái ơn phúc đó cho gia đình của mình. Mình muốn cho gia đình mình vui, thì khi đi về tới nhà, cái nét mặt của mình nó không vui, gia đình mình vui không? Không vui được. Không vui được đâu anh chị em. Chỉ có người đó là bố hay là mẹ bước về nhà, nét mặt của mình lúc đó hầm hầm dài tới đất. Tôi bảo đảm ở trong nhà bầu không khí nó sẽ căng thẳng lên. Ơn Chúa qua mình mang tới cho những người thân của mình, nhưng mà tới khi mình tới đó nó bị ngưng, bị tắc nghẽn. Ổn không? Mình muốn cho người thân, người yêu của mình được có ơn phúc, nhưng mà đáng tiếc mình quên cái phần là ơn phúc đó tới qua mình, Chúa ban qua mình để mang tới cho những người khác. Cho nên trong năm mới này, chúng ta phải nhắc lại cho nhau cái sứ vụ và cái trách nhiệm đó, để cùng với Chúa mang ơn phúc tới cho nhau. Mang ơn phúc tới cho nhau. Ơn phúc của Chúa đến qua mình cho người khác, qua người khác đến cho mình. Thế nên chúng ta phải ghi nhớ cái điều này anh chị em. Nhiều khi có một điều nữa mình không để ý nữa này, những việc mình làm nó nho nhỏ thôi anh chị em, nhưng mà qua mình những ơn phúc nó mang tới cho người ta. Ví dụ như anh chị em mình đi làm ở tiệm đi, mình làm nail, khi mà mình để tâm một chút xíu, mình làm mình cũng cảm thấy nó vui, cái đó là cái công việc của mình, mà mình làm được một bộ móng tay nó đẹp đi,
thì cái người mà có bộ móng tay đẹp đó, họ vui không? Vui, họ rất vui. Và khi mà họ sống đời sống họ vui vẻ đó, thì anh chị em nghĩ coi đó, họ mang cái niềm vui tới cho những người khác nữa không? Chắc chắn. Không ngờ cái việc mình làm ơn phúc của Chúa ban tới, mang cái niềm vui như vậy tới cho bao nhiêu người mà mình không có để ý anh chị em. Nhiều khi mình nhìn một cách việc mà mình bảo là thôi thì đó là việc làm, làm để có thu nhập thôi. Xin thưa, nó còn cái ý nghĩa đẹp hơn nữa, là qua những việc mình làm, mình mang cái ơn của Chúa tới cho người ta. Nó đẹp lắm. Nên cho năm mới này mình phải mang ơn Chúa tới cho mọi người. Rồi cũng trong năm mới này anh chị em, mình cũng nhắc nhau tí xíu này nữa là mình mang cho nhau ơn Chúa tới, chứ mình đừng mang thêm cho nhau những cái chuyện mà nó buồn phiền. Đừng mang thêm cho nhau những cái mà mình gọi là nó đau khổ tí. Anh chị em biết thường thường đó, có những cái mà mình không vui, có những cái mà mình cảm thấy buồn đó, là hầu hết nó đến từ những lời nói của mình. Anh chị em cứ để ý đi, mình đang vui như thế này thôi, đột nhiên có một người châm vào một câu thôi, là mọi người cảm thấy làm sao? Cảm thấy cái bầu không khí nó căng thẳng liền, cái niềm vui nó tan biến liền. Tan biến liền. Mỗi người của mình được Chúa ban cho những cái ơn đặc biệt lắm anh chị em. Có những cái người khi mà nói chuyện với người khác làm cho người khác cảm thấy được nhẹ nhàng hơn, vui tươi hơn, cảm thấy bình an hơn. Nhưng mà có những người cũng được cái ơn Chúa ban cho nó rất là lạ. Mới nói nửa câu thôi, lửa bên kia nó cháy rồi. Đấy, có những người ơn đó Việt Nam mình gọi nôm na là ơn gì? Ở vô duyên. Thế chưa biết nhiều khi đó mình không có để ý thôi. Nhưng mình không có để ý, thì tôi tin chắc là tới lúc này đó thì không ít thì nhiều, những người thân của mình, những người trong gia đình nó cũng có một lần hay hai lần họ cũng cho mình biết mình gì? Mình vô duyên rồi. Cho nên mình để ý lại cái đó. Nếu như khi mà mình muốn nói một cái gì đó, chúng ta cẩn thận lại. Chứ nhỡ như mà mình không mang tới cái ơn phúc cho người ta, mà mình mang tới cái điều sầu khổ cho người ta cả ngày vậy, thì ơn Chúa ban cho mình, cho tới cho người ta đó, tới trong tay của mình đó, nó lạc mất đi, nó uổng vô cùng. Năm mới mình phải có một cái gì đó nó mới hơn, để cho nguồn ơn của Chúa lúc nào cũng tới với chúng ta một cách nó dồi dào và nó phong phú anh chị em. Nó có mấy điều trong năm mới này chị em nhớ nha, lúc nào cũng nhớ tới ơn phúc Chúa ban cho mình rất dồi dào, không thiếu bao giờ, không thiếu trong mọi mặt. Cái thứ hai, chúng ta là những người được Chúa ban ơn để qua mình mang tới cho người khác. Thành ra chúng ta phải là cái nguồn mang ơn Chúa tới cho người ta. Đừng có mang những cái điều buồn phiền cho người ta. Cuộc sống này, những điều buồn phiền, đau khổ, nó có đủ rồi, nó có dư nữa. Thành ra chúng ta cố gắng đừng mang thêm cái đó cho nhau, mà hãy mang thêm ơn phúc của Chúa cho nhau. Chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Thank you.
Trên đây chúng ta cùng nhau hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Kitô đã dùng các tông đồ làm nền móng xây dựng hội thánh và đã làm cho hội thánh lan rộng khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các giám mục, linh mục, phó tế biết chu toàn sứ mạng Chúa trao cho là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Từ 2000 năm nay, có biết bao Kitô hữu đã nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô, hăng say rao giảng tin mừng cứu độ, xả thân phục vụ những kẻ bần cùng đói rách, cũng như những người bất hạnh nhất trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy luôn giữ vững được niềm phấn khởi lúc ban đầu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu kêu gọi: anh em phải sám hối vì triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng sám hối là việc làm phải thường xuyên suốt cả cuộc đời. Nếu muốn được hiệp thông với Thiên Chúa, vì mang lại thân phận con cháu Adam, con người rất dễ phạm tội mà khó làm việc lành. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Phaolô viết: anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn cố gắng thực hiện trọn vẹn lời khuyên thiết tha của Thánh Phaolô tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban ơn cho giáo xứ của chúng con luôn được bình an và hiệp nhất. Xin Chúa chúc phúc cho mọi sinh hoạt của chúng con, để trong những việc chúng con làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và chúng con cũng dâng lên Chúa tất cả những ý cầu nguyện xin lễ trong thánh lễ này và những lời nguyện trong tâm hồn của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là nguồn ơn phúc của mỗi người chúng con, xin Chúa nhận những lời nguyện mà chúng con dâng lên Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin cho đàn đi lễ rồi thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và luôn lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật đầu xuân này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được thừa hưởng phúc ấm của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Quả vậy, khi ngắm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha. Chính vì thế hiệp cùng các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, ta ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, ta ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha đã sai, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chết cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con đã được dự tiệc mình và máu thánh Đức Kitô. Chớ vì nguồn sinh lực thần linh này, giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên, ông bà và cha mẹ, để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời bà và anh chị em ngồi xuống. Kính thưa cha Chánh xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị, thầy Sáu, quý sơ, đứng trước thềm năm mới, chúng con và toàn thể giáo xứ Thánh Giuse hân hoan đón mừng xuân mới năm Canh Tý. Xin kính chúc cha Chánh xứ một năm tràn đầy muôn hồng ân của Thiên Chúa, bình an, khỏe mạnh và tươi trẻ mãi. Xin mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng xuân mới cha Chánh xứ ạ. Kính thưa cha, một năm trôi qua, bao nhiêu hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng con và cho giáo xứ. Và một ơn đặc biệt nhất cho chúng con, cho giáo xứ là có cha sống bên cạnh chúng con, coi sóc giáo xứ. Chúng con rất hãnh diện giáo xứ có một cha, một linh mục rất trẻ, khỏe mạnh, vui tươi và thánh thiện. Có đúng không quý vị, quý ông bà, anh chị em? Nếu đồng ý xin cho chàng pháo tay ạ. Hôm nay năm cũ đã qua, năm mới tới, chúng con xin thành thật cảm ơn cha Chánh xứ vì bao nhiêu công việc, công ơn cha đã làm cho chúng con. Những bài giảng hàng ngày sâu sắc, đơn sơ, dễ hiểu, hướng dẫn chúng con sống thân mật với Chúa, giữ vững đức tin và yêu nhau thương. Các phép bí tích cha đã ban cho mỗi người, nhất là thánh lễ Misa dâng trên bàn thờ mỗi ngày để cầu xin Thiên Chúa xót thương và tha tội cho mọi người chúng con. Chúng con cảm ơn cha các sinh hoạt của giáo xứ, hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh, ban ngành đoàn thể đã thay đổi mới, đi vào nề nếp khuôn khổ. Trường Thiên Mẫu, đoàn thiếu nhi thánh thể, các em có nơi sinh hoạt học tập. Ngoài các sinh hoạt khác, giáo xứ tổ chức hai kỳ hội chợ mỗi năm, công việc rất nhiều. Có trên 300 anh chị em thiện nguyện viên từ các đoàn thể, ban ngành trong giáo xứ góp sức. Thành công vui vẻ, có tiếng tốt cho giáo xứ. Trong thánh đường nghiêm trang, mọi người tôn thờ Thiên Chúa, đọc kinh và dâng lễ rất sốt sắng. Hội trường, nhà bếp, nhà vệ sinh ngăn nắp và sạch sẽ. Và còn nhiều các công việc khác cha đã làm cho giáo xứ, cho chúng con. Với sự hy sinh, với tấm lòng quảng đại của một người mục tử vì đoàn chiên, vì hội thánh. Kính thưa cha, hôm nay năm cũ trôi qua, năm mới đến tràn đầy hy vọng và tương lai cho chúng con. Chúng con nguyện sống xứng đáng là người con của Chúa, chu toàn trách nhiệm là một người bổn đạo để đáp đại tấm lòng yêu thương cha đã dành cho chúng con, cho giáo xứ. Một lần nữa, chúng con xin kính chúc năm mới và hết lòng cảm tạ cha. Xin cha ban phép lành đầu năm mới cho chúng con. Và sau đó cha phát lộc đầu xuân và chúng con đợi tiền lì xì cho mỗi người.
Xin cảm ơn cha chánh xứ. Nhân dịp đầu năm, chúng con cũng kính chúc quý sơ thầy sáu vĩnh viễn Đa Minh Nguyễn Thanh Quang một năm mới được tràn đầy muôn hồng ân của Thiên Chúa, khỏe mạnh và hạnh phúc để cùng chúng con xây dựng giáo xứ Thánh Giuse. Xin vỗ tay. Và để tỏ lòng yêu mến cha chánh xứ, chúng con xin kính dâng lên cha chánh xứ một bó hoa tươi đầu năm. Xin kính mời. Xin cho chàng phó tay ạ. Cảm ơn con. Cảm ơn anh chị. Chúng con xin cảm ơn cha. Chúng ta cho ông Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ mình một tràng pháo tay thật lớn anh chị em nha. Trước khi chúng ta cầu xin Chúa ban phép lành đầu năm và như bảo chứng ơn phúc ơn lành Chúa ban cho mình qua bao lì xì mình có phong tục mình đi hái lọc và nhận lì xì mỗi năm, thì thay mặt cho giáo xứ chúng tôi xin kính chúc cho thầy Sáu, cho quý sơ và tất cả anh chị em một năm mới này luôn luôn ấm áp trong tình Chúa và tình yêu thương nhau. Mỗi một khi anh chị em mình sống trong tình yêu của Thiên Chúa đó, tâm hồn mình ấm áp lắm. Như chúng ta cảm thấy được cho dù trời lạnh ở bên ngoài, mình vẫn cảm thấy được cái hơi ấm của Chúa, hơi ấm của tình yêu thương đó. Và xin cầu chúc cho anh chị em trong suốt năm mới này, mỗi ngày chúng ta đều cảm thấy được cái sự ấm áp của ơn Chúa, của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời của mình và ngay trong gia đình của mình. Xin chúc mừng năm mới cho tất cả quý bà và anh chị em nhé. Và giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên, xin Chúa ban phép lành cho chúng ta đầu năm. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi dân Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã phán cùng ông Mô-xê rằng: hãy nói với A-rôn và con cháu ông ấy rằng: các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Hãy nói với chúng thế này: xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mắt lại cùng con và ban bình an cho con, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Giờ đây lạy Chúa, trong ngày đầu xuân mới, chúng con này xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con khỏi mọi điều nguy khốn. Và xin Chúa thương ban cho chúng con mọi ơn lành hồn xác. Xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho quý cụ và quý ông bà cao niên. Xin Chúa cho quý cụ thêm tuổi, càng thêm gương sáng đức tin cho con cháu. Xin Chúa ban cho quý anh chị trong đời sống hôn nhân gia đình luôn biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, để gia đình hằng yên vui đầm ấm. Xin Chúa ban cho các bạn trẻ đang tìm hiểu hoặc đang chuẩn bị hôn nhân gia đình, xin cho những anh chị này tìm được tình yêu đích thực và tiến đến hôn nhân. Xin Chúa ban cho công ăn việc làm, để mỗi gia đình có được nguồn thu nhập vững vàng và luôn biết rộng rãi tham gia vào các chương trình bác ái, cũng như chung xây cộng đoàn giáo xứ của mình. Xin Chúa ban muôn phúc lành trên các em thiếu nhi và các em bé sẽ chào đời trong năm nay. Xin Chúa cho các em luôn được lớn lên trong ân sủng và tình yêu thương của Chúa và của gia đình. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Và một lần nữa chúc mừng năm mới cho anh chị em. Và sau khi chúng ta nhận lọc và lì xì đầu năm, mình cùng nhau mừng hội chợ Tết anh chị em nhé.
toàn thể ông bà anh chị em. Các buổi sáng thì con người có túi lịch sử còn gì không? Gì đó, chị 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 gì đó, ch